Theo hoạch, sáng nay đại đội có 2 giờ lên lớp nội dung kỹ thuật chuyên môn binh chủng nâng cao. Thời tiết miền Tây những ngày này nắng lắm mưa nhiều, sẽ không dễ để mặc khí tài che kín toàn thân như thế này. Nhanh, mạnh, chính xác. Tuy nhiên ở tiểu đoàn phòng quá 893, đó là yêu cầu bắt buộc. Vượt qua những thử thách khắc nghiệt và cũng đắm hiểm nguy, với các chiến sĩ, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cộng với thời tiết nắng nóng, đeo hộp lọc vào mặt nạ thì rất là khó thở. Và vì hoạt động của bộ đội hóa học là thực hiện trong môi trường nhiễm nên bắt buộc phải mặc khí tài. Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, vận dụng sáng tạo 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp, thường xuyên đổi mới nội dung huấn luyện, trong đó tập trung cho công tác thực hành. 5 năm liền, tiểu đoàn phòng quá 893 đạt danh hiệu huấn luyện giỏi của quân khu 9. Tăng cường huấn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật sát đúng với tình hình thực tế trong tình hình mới, và huấn luyện cho bộ đội nắm chắc các trang bị khí tài mới và thuần thục các trang bị khí tài có trong biên chế. Hơn 30 năm thành lập, đơn vị đã thu gom, xử lý, tiêu hủy được hơn 380 tấn chất độc. Bên cạnh đó là hơn 30.500 quả đạn pháo chứa chất độc còn sót lại trong chiến tranh. Sự nỗ lực thầm lặng đó đã và đang góp phần giữ màu xanh cho cuộc sống hôm nay. Trong cái thời gian vừa qua thì tiểu đoàn phòng hóa 893 quân khu luôn phát huy tốt cái vai trò chức năng nhiệm vụ bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới. Thì chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị huấn luyện và làm những cái nhiệm vụ là trong thời bình, như ví dụ cụ thể như là tổ chức khắc phục sự cố hóa chất độc xảy ra trên địa bàn quân khu, đặc biệt 12 tỉnh, các cái khu công nghiệp. Cái thứ hai là tổ chức là thu gom xử lý các cái chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Những vùng đất chết vì quá chất độc hại ngày nào nay đã hồi sinh. Bà con miền Tây an tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế, đặc biệt là tin tưởng vào lực lượng phòng hóa, những người lính cụ hồ với truyền thống phòng chống tốt, chiến đấu giỏi.